Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hành trình khủng khiếp trên chuyến bay giải cứu Ngày 6 tháng 8 vừa qua, báo VOA có cuộc phỏng vấn với hai nạn nhân trên chuyến bay giải cứu Hình ảnh bài viết trên VOA Theo những gì họ kể lại thì hành trình họ trở về nước thật sự khủng khiếp Họ bị đại sứ quán của Việt Nam bỏ mặt, bị vắt kiệt tiền bạc, bị đối xử tàn tệ ở các trại cách ly và lên án những quan chức ăn trên xương máu đồng bào Nhân phiên tòa sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu vừa kết thúc. Nạn nhân đầu tiên được phỏng vấn là bà Nguyễn Minh Huệ. Bà kể lại rằng lúc dịch bệnh bùng phát, bà Huệ đang ở Pháp cùng chồng và con nhỏ. Chồng bà là công dân Thụy Sĩ, sống ở Pháp. Bà đi trên chuyến bay giải cứu từ Paris về thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 11 năm 2021. Bà nói vợ chồng bà đã mua vé máy bay về Việt Nam vào cuối tháng 7 năm đó nhưng khi ra đến sân bay thì được thông báo là thời điểm đó việt nam không cho bất cứ người nào về bà đến đại sứ quán để hỏi thì không nhận được sự giúp đỡ họ còn coi như không có trách nhiệm mặc dù chồng mình cầu xin chồng của bà do có công ty tại việt nam nên được cấp visa về trước còn bà thì họ nhất định không chịu cấp dù bà đã trình bày hoàn cảnh là visa sắp hết hạn không biết lái xe không biết tiếng không có người thân ở pháp và có con nhỏ nhưng họ vẫn nói không Họ bảo đó là việc của mình và nói phải nhờ người ở Việt Nam mua vé thì mới được. Theo lời bà miêu tả thì tòa đại sứ Việt Nam ở Paris thì đó có rất đông người đến cầu xin giúp đỡ và tất cả đều đứng ở sảnh hỏi vào, người ta còn không thèm tiếp mình, chỉ có một người thò đầu ra qua cửa kính, ai hỏi gì thì đưa văn bản vào cho họ đọc xong rồi trả lời, chứ hỏi miệng họ không thèm trả lời, gửi email không hồi âm, gọi điện không ai nhấc máy chồng của bà sau đó đã về trước và nhờ thư ký lo lót để mua vé cho vợ con về sau. đến tháng 11 thì người thư ký của chồng bảo mới là đã lo xong và bà Huệ đã được cho về. bà kể rằng ngoài tiền vé bà đã phải mất thêm 200 triệu đồng nữa cho hai mẹ con. cùng hoàn cảnh với bà Huệ, một nạn nhân khác trên chuyến bay giải cứu là bà Quỳnh nói với VOA rằng khi dịch bùng phát bà đang đi công tác ở Vilnius, Litva và bị kẹt ở đó. Bà nói rằng bà đã cố gắng liên lạc các đại sứ quán Việt Nam trên khắp châu Âu để xin về, nhưng không được trợ giúp với lý do chưa được tiêm vaccine. Bà sau đó đã bay từ Litva về Malaysia và sau đó được bay về Cam Ranh, Khánh Hòa để cách ly. Bà nói chi phí bay về Việt Nam từ Malaysia là 90 triệu đồng và phải nhờ dịch vụ thì mới mua được. Hình ảnh châm biếm chuyến bay giải cứu. Cách ly tồi tệ, Bà Quỳnh được đưa về cách ly ở Cam Ranh. Bà kể nơi cách ly nhìn rất gớm, nhà vệ sinh rất tệ. Bà nói, hai người vào một phòng, cơm hợp ngày ba suất, ngày nào cũng bị chọt mũi test nhanh. Còn bà Huệ thì được cách ly ở Bà Rịa. Bà mô tả nơi đây giống như trại tập trung. Bà kể rằng họ bán giá cao hơn mọi thứ. Một chiếc đệm bông họ bán giá 350.000 đồng, trong khi giá thị trường chỉ 50.000 đồng bà phải bỏ ra 380.000 đồng mới mua được một chiếc bình đun siêu tốc. Khi ra khỏi trại, bà nói bà phải bỏ lại bình nước đó để họ lấy bán tiếp cho người đến sau. Về khẩu phần ăn uống ở trại cách ly, bà mô tả là cực kỳ khủng khiếp. Đến nỗi bà phải đi hái thêm rau đu đủ ở xung quanh trại và phải trả thêm 450.000 đồng để mua một con gà mà ăn dai nhai không nổi. Trải nghiệm kinh hoàng nhất theo lời bà là khi kết quả xét nghiệm cho thấy ai đó bị dương tính mà bà mô tả là bị đối xử như tội phạm chỉ cần có một người bị nghi nhiễm thì thôi rồi họ phóng loa gõ kẽn in ỏi sau đó họ dùng hết tất cả các chất khử trùng phi vào phòng có người nhiễm xịt thẳng vào người đem hết chăn chiếu ném ra ngoài sân lùa hết mọi người trong phòng đến một khu khác bà kể Chuyến bay giải cứu là chính sách được cho là nhân đạo, nghĩa tình đồng bào của chính quyền Việt Nam hồi cao điểm đại dịch Covid-19 để cứu những người Việt Nam bị kẹt ở nơi xứ người, lâm vào hoàn cảnh khốn đốn. Tuy nhiên, hành động nhân đạo này hóa ra là cơ hội để các quan chức Việt Nam kiếm chát hàng trăm tỷ đồng từ các chuyến bay giải cứu bị tố cáo là ăn tiền cắt cổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. d với bản tin. Hành trình khủng khiếp trên chuyến bay giải cứu. Khái niệm tiền công đức là gì? Ngày 1 tháng 8, BBC Tiếng Việt có bài Nhân chuyện Chùa Ba Vàng bàn về tiền công đức đóng vào đền chùa ở Việt Nam của tác giả Song May. Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam yêu cầu tỉnh Quảng Ninh báo cáo số tiền công đức năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 Kết quả Bộ Tài chính nhận được báo cáo của 221 trên 450 di tích lịch sử văn hóa thuộc diện cần kiểm tra, chỉ chiếm 47%. Trong số các đền chùa chưa có báo cáo về tiền công đức, có chùa Ba Vàng, một di tích cấp tỉnh được đánh giá là có số tiền thu công đức rất tốt. Từ báo cáo này đã nảy sinh những tranh cãi về tiền công đức giữa Thế quyền Hà Nội và Thần quyền Quảng Ninh thể hiện qua câu chuyện chùa Ba Vàng ở Uông Bí, hình ảnh bài trên BBC. Tác giả cho biết trả lời báo chí Việt Nam, sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh khẳng định thông tin chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là không đúng sự thật. Không có yêu cầu nhà chùa nộp báo cáo thu chi tiền công đức thì cơ sở đâu mà cho rằng chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức. Sau khi nhận được văn bản thứ hai của thành phố Uông Bí yêu cầu báo cáo tiền công đức ngày 28 tháng 7, sư thích trúc thái minh mới gửi báo cáo thu chi tiền công đức cho chính quyền. Thời gian báo cáo chỉ hơn một tháng, từ 19 tháng 3 đến 30 tháng 4, chứ không phải là cả năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 như yêu cầu. Trong báo cáo cần đối thu chi của chùa không thiếu đồng nào đều là 4,1 tỷ chứ không bội chi như ngân sách trung ương. Tác giả tính ra trung bình một ngày chùa Ba Vàng nhận được 100 triệu đồng tiền công đức. Ngoài ra sư Thái Minh, viện dẫn công văn của Bộ Tài chính, công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để khẳng định ông chỉ báo cáo số tiền thu công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Còn tiền công đức tài trợ cho tôn giáo và cho nhà tu hành thì đó là vấn đề nội bộ của giáo hội Phật giáo nên không kê khai tác giả nhận xét phải nói là về khoản này sư nói đúng trước đó ban quản lý di tích chùa yên tử cũng biện minh là số tiền công đức thấp vì họ không thể ghi nhận số tiền công đức dân cúng trên bàn thờ phật và dân cúng cho nhà tu hành theo tuổi trẻ ngày 23 tháng 7 tác giả nêu quan điểm đây là tranh cãi khái niệm tiền công đức là gì nếu Bộ Tài chính không giải thích rõ ràng khái niệm tiền công đức cho di tích bao gồm những gì thì tiền vào đền chùa ở 63 tỉnh thành chắc chắn còn đầy câu hỏi. Hình ảnh một khóa tu tập tại chùa Ba Vàng. Mặt khác, theo tác giả nhìn vào báo cáo số chi công khai của chùa Ba Vàng, hai khoản chi lớn nhất là dành cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí. Trong đó, chùa Ba Vàng đóng góp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2,6 tỷ đồng để ủng hộ chương trình xây nhà cho người nghèo tỉnh Điện Biên và mổ mắt cho người nghèo ở tỉnh Tuyên Quang, đóng góp cho Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí 800 triệu đồng để ủng hộ cho chương trình Xóa nhà tạm dột nát. Như vậy, tác giả bình luận, tiền từ chùa lại chạy về bộ máy, thậm chí góp vào ngân sách thành phố, nên dễ hiểu là chùa củng cố được mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền. Tác giả dẫn ý kiến của cư sĩ Thiện Tri Thức tại Sài Gòn nhận định việc nhà nước quy định minh bạch thu chi tiền công đức là rất đúng vì để như xưa nay các di tích dành làm thắng cảnh đền chùa thu được bao nhiêu không ai biết chi thế nào cũng chẳng ai hay sẽ dấy lên sự nghi ngờ về đạo đức của các nhà tu hành cư sĩ nêu quan điểm tiền công đức mà phật tử để lại trong các đền chùa cũng giống như các con chiên của đạo công giáo góp tiền để duy trì hoạt động của nhà thờ và giúp cho các linh mục có thể chuyên tâm vào việc tu hành và truyền đạo cư sĩ thiện tri thức cho rằng nếu không cần tu sửa đền chùa, các sư thầy có thể dùng tiền công đức để giúp ích cho xã hội như làm từ thiện, nhưng phải dùng cho những đối tượng, nghĩa là nhà chùa phải biết rõ những người nhận tiền là ai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin khái niệm tiền công đức là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm đề